rất là nhiều những chuyến đi, rất nhiều những kỷ niệm vui buồn, những lần mà hát cùng nhau, khóc cùng nhau, có những cái điều mà giống như là một cái thời rất là đáng để mà ghi nhớ. Thì mình cảm nhận là một sự tươi mới, tươi mới ở trong cả bản thân của mình, cái cách mình đón nhận những lời dạy của thầy, những sự thực hành, cũng như là sự tươi mới trong cả nội dung, cách tổ chức và tất cả mọi thứ. Nói về Master Oneness thì thật sự là một cái người mà rất là đặc biệt, mà trước giờ mình gặp chưa gặp ai giống như như thầy hết. Cái năng lượng của thầy đó là một cái năng lượng mà đúng như những cái gì mà thầy giảng dạy, đó là sự kết hợp giữa sự nhận biết của một người thầy và với cái sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Nên là mình cảm thấy rất là thoải mái khi mà đi cùng với thầy, được thầy hướng dẫn. Bởi vì mình được là chính mình không có phải là cố gắng trở thành một người như thế này như thế kia, bởi vì không có bất kỳ một cái khuôn mẫu nào ở đây hết. Và Master Oneness, cái cách mà thầy tạo ra một cái dòng chảy cho tất cả mọi người hoàn toàn đều là ngay tại thời điểm hiện tại. Có một cái câu tục ngữ Việt Nam, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Với cái ánh sáng của thầy nó sáng chói chang như vậy, thì mình cũng rất là mong muốn mình cũng được ở gần để mình đón nhận được những nhiều sự thông tuệ hơn, có những cái sự thực hành nó nhanh hơn và có thể đi sâu hơn trên hành trình của mình.